Trường Sơn xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình tin tức thời sự ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Tết Nguyên Đán chỉ còn hơn một tháng nữa, nhưng nhiều công nhân tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh không dám sắm sửa hoặc có kế hoạch về quê ăn Tết với gia đình. Họ lo cái Tết không đủ đầy và xa quê vì công việc bấp bênh. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Bên chị là cũng nghỉ mấy tháng rồi, mới vô làm lại có 2-3 tuần lại nghỉ tiếp rồi bắt đầu mấy tuần mới làm nữa. Nói chung là một năm nay á, tháng làm, nửa tháng nghỉ, nửa tháng làm vậy đó. Đâu có làm được trọn vẹn đâu. Có như bên chị văn phòng còn làm thôi, chứ công nhân nghỉ chưa à. Chị thấy giống như nghỉ đâu có lương đâu. Nhưng mấy năm trước á, là nghỉ còn có lương. Còn bây giờ khó khăn quá, chủ đâu có chấp nhận cái trả lương thôi. Người ta nói là dù như mình đi xin việc khác được, mình xin. Còn biểu đợi người ta có việc thì người ta cho làm lại. Chị không chịu thôi. Giống như bên chị là sản xuất đi, chẳng sản xuất rồi bán luôn. Nhưng mà cái sản xuất tiền giống như em là sản xuất là em phải cái tỷ mới sản xuất nổi. Tại vì cái lượng mà vật tư nó lớn, nhưng mà em bán không được. Ế lắm. Năm nay cực kỳ ế luôn á, khó khăn lắm. Sợ nghỉ làm nước luôn á. Khó khăn, không có hàng làm, không có đơn hàng thì vẫn đi làm, không có được tăng ca. Về sớm, về 4 giờ, nếu có hàng thì tăng ca, không có đơn hàng thì về sớm vậy đó. Nói chung thì nó cũng không có đầy đủ, chừng nào mà có tăng ca cũng đỡ. Lâu rồi, gần 2 năm rồi, đi làm công nhân vậy đó. Thì đó chừng nào mà làm hết nổi thì về về quê ở Sóc Trăng đó. Làm mà đi nó ổn định hơn, giờ ra ngoài nó thất nghiệp nhiều hơn nữa. Bởi vì gắn đeo công ty làm gì đó, nó có bảo hiểm này nọ gì đó. Mười năm mấy rồi, quét keo cái gì cũng tăng mà lương nó không lên á, thì chịu rất lao giờ. Mình mua ít lại, mình tiết kiệm lại, mua phung phí mà không có đủ tiền, không là chết à, không có dư đâu em ơi. Đủ sống thì hai vợ chồng chị lo cho con chị đi học rồi. Áp lực chứ không áp lực gì, ở dưới quê nó đỡ hơn, lên đi nó đủ thứ chuyện tiền này nọ gì đó, đừng cố gắng làm. Đó là tâm sự của hai công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2023. Tổng cục Thống kê hôm cuối tháng 11 năm 2023 cho biết thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có số lao động mất việc nhiều nhất trong quý 3 2023 với hơn 118.000 lao động, chiếm quá nửa trong tổng số lao động mất việc trong cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất cả nước, tương ứng là 2,87% và 3,08%. Đáng chú ý, tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng buộc phải cho lao động nghỉ giãn việc vẫn tiếp diễn. Làm hàng quá không có, chuyển tính về quê rồi, chỉ bán đỡ không qua Tết thì cũng về quê. Nói chung là thu nhập là không được bao nhiêu, rồi nhà trọ này kia nọ, thế là về quê sống có gì ăn lấy thôi. Bây giờ làm cái này nói chung là cũng ít lắm cưng ơi, không có bán được đâu. Công nhân bây giờ nói chung là tao mua đồ gì đi ghẻ đấy là về ăn rồi thôi. Chứ giờ nếu mà công nhân làm không được có thu nhập đó, thì mình buôn bán cũng khó bán, tại vì chúng là công nhân mà, đi làm được 6 năm. Cắt bớt thì đâu có đơn hàng đâu, không có đơn hàng người ta quỷ đơn rồi, đâu có đơn hàng phải cắt người bớt, sa thải bớt ra. Tại vì nghe nói trong đây nó đang 11.000 người chuẩn bị giảm, biên chế giảm mà không biết chừng nào. Tại vì thông báo bữa giờ chưa biết trước Tết hay sau Tết, nhưng mà nghe nói là 11.000. Ai cũng lo là sợ mình có trong danh sách đó, sợ trước Tết đó. Nếu mà nghỉ trước Tết là không có thưởng này nọ. Với tình hình trên, nhiều công nhân dự đoán Tết Giáp Thìn năm nay họ sẽ không có thưởng hoặc thưởng không bao nhiêu. Khỏi ăn Tết hoặc cố gắng tiết kiệm sống qua ngày để kiếm việc làm khác là câu nói mà hầu hết các công nhân chúng tôi gặp tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Chị thấy năm nay chắc khỏi ăn Tết luôn á. Không có tiền đâu. Mà chắc năm nay cũng không có thưởng Tết đâu. Tại vì không có đơn hàng á, nó sẽ giảm lại, cắt lại cái tiền đó. Lương thì thấp rồi, ép quá rồi cũng nghỉ à. Hôm nay nó kiểu như lâu năm á là nó ép cho nghỉ. Tuyển mới mà lương vừa thấp mà vừa rẻ nữa. Còn mấy người mà lương cao á thì nó muốn cắt bớt, để lương cao rồi cũng lớn tuổi rồi nó muốn cắt bớt. Nó tìm cách nó ép, chèn ép rồi. Tuy nhiên đây nó vậy, nó vô rồi mới biết. Nó vậy á, nó ép mình lắm. Này nọ áp lực á, tính nghỉ á mà thôi. Dù sao cũng làm được tới đó rồi, ráng chừng nào
làm mệt quá, hết nổi rồi mình mới nghỉ. Không chỉ công nhân, nhiều hàng quán ăn theo công nhân cũng trở nên điều hiu, ế ẩm. Giờ không có công nhân cưng ơi, ế lắm cưng ơi, ế lắm. Chợ thì bán gì hồi không bằng tháng nữa ngày xưa bán ráng luôn, không có người mua luôn á, bán biết tại quá cưng ơi. Bây giờ thì thiệt tình mà nói luôn, nhiều khi nhà trọ tới tháng chưa có tiền đóng luôn á. Bác chị nói thật sự, một bữa đi chợ một ngày mà bán 2-3 ngày không á, nghĩ thì sao có lời, mà đồ thì nó mắc, bán đâu có lên giá được, không có công nhân sao lên giá được, biết rồi bán đó giờ không có nhiêu đồ đó đó. Tôi nghĩ đi bán buổi chiều lại nhiêu, giờ đi làm thì lại không có chuyện làm. Vậy 50 rồi, cố gắng cầm cự thôi chứ giờ, còn mà giờ ở nhà này thì lấy gì đâu ăn. Có ảnh hưởng, tại vì bán đâu được đâu, công nhân kiểu như giờ nghỉ hoài à, không có tăng ca nhiều á. Bán ít lắm, cũng như đó bán được năm, bây giờ bán chừng 2-3 đi vẫn cứ bán cầm cự gì thôi. Chứ bây giờ cuộc sống mình mua bán từ nào giờ mình đổi nghề khác cũng được, quen rồi. Còn bây giờ kiểu như công nhân nó không có tăng ca nhiều rồi, tao không có tiền, thành ra nó không dám ăn. Tôi cũng nhất tỷ nó không dám mua, chứ không phải nhìn trước nữa. Coi như là rất là hà tiện luôn á, không dám mua, không dám sắm gì, không phải nhìn trước. Công nhân bây giờ nói chung là thất nghiệp rất là nhiều á. Ở đây cũng lo, không có tiền, đó hết đủ thứ tiền thì sao lo. Một TikToker của Việt Nam bị cơ quan chức năng phạt hành chính do đăng tải clip dài khoảng 90 giây có hình ảnh Angkor Wat, Campuchia, nhưng ghép với quốc kỳ Thái Lan. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 3 tháng 1 nêu rõ, người bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt hành chính 7,5 triệu đồng là TikToker Hứa Quốc Anh. TikToker này bị phạt về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Trước đó, vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, TikToker Hứa Quốc Anh, người có 700.000 người theo dõi trên mạng xã hội này, đăng tải một video tại đền Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap của Campuchia cho thấy một cô gái mặc trang phục truyền thống Thái Lan và cầm một cây gậy đi quanh khu đền. Video có cả hình ảnh cờ Thái Lan và nhà vua Thái Lan cùng âm thanh nội dung Xin chào Thái Lan. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Bảo vệ Di sản Thế giới Angkor Wat của Campuchia đã yêu cầu mạng TikTok phải chặn video này và thúc giục những người theo dõi không tiếp tục chia sẻ video có nội dung không phù hợp. Cơ quan này cho rằng đoạn video ảnh hưởng đến văn hóa và di sản của Campuchia. Liên quan vụ vali của 4 tiếp viên hàng không mang từ Pháp về Việt Nam hôm 16 tháng 3 năm 2023 có ma túy, cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố 331 bị can. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho truyền thông hay tin trên trong chiều 3 tháng 1 tại buổi gặp mặt báo chí nhằm thông báo tình hình trật tự an toàn xã hội năm 2023 và công tác của năm 2024. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhóm nữ tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines mang khoảng 11 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong 327 tuýp kem đánh răng, 17 chai nước súc miệng, được 4 tiếp viên hàng không xách tay vận chuyển từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đến nay đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can, thu giữ hơn 70 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan. Giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trên vì không có đủ căn cứ để xử lý hình sự. Gia đình ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã nộp 4 tỷ 200 triệu đồng khắc phục hậu quả trong vụ án ông này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 4 tháng 1, theo nguồn từ cơ quan điều tra Bộ Công an. Ông Hiệp bị bắt ngày 2 tháng 1 năm 2024 để điều tra về tội nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Việc bắt ông Hiệp được công an cho biết nằm trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án này thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây là vụ án liên quan đến đại gia Nguyễn Cao Trí, chủ công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.
Đây là công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố và bắt giam hồi tháng 1 năm ngoái với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người cũng đã bị khởi tố và bắt giam hồi năm ngoái với cáo buộc các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Trụ trì Chùa Ba Vàng là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh vừa bị kỷ luật và phải sám hối sau khi trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật tại chùa này gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái. Báo Giác Ngộ, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm 4 tháng 1 cho biết, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực miền Bắc của Giáo hội vừa có phiên họp tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội để xem xét việc kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về vụ việc trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật. Báo Giác Ngộ trích lời Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt hoạt động tôn giáo và truyền thông của Chùa Ba Vàng. Từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày và chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, thu hút hàng vạn Phật tử đến chiêm bái. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trên mạng xã hội phản đối hành động này, bày tỏ nghi ngờ về cái gọi là sợi tóc Đức Phật có từ hàng nghìn năm và cho rằng Chùa Ba Vàng đã thu hàng chục tỷ đồng trong vụ này. Trong một công văn gửi ra trước đó giải trình về vụ việc, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cho biết sợi tóc được trưng bày được tu viện Parami và Bảo tàng Xá lợi Phật Quốc tế Parami ở Myanmar bảo quản và cung rước đến Chùa Ba Vàng cho Phật tử Việt Nam chiêm bái và không có việc lừa dối dư luận. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook AFA Tiếng Việt.